đó bạn thấy con dưới máy không nè, nó dưới nó be kèn luôn bạn, như chen như dưới trống đó bạn, đó ngồi chưa bạn, đó đây là lần đầu tiên mình thấy con dưới máy mà nó hăng vậy luôn nha bạn, đó nó sung như dưới trống rồi đó, đó bạn thấy nó be kèn. Rồi mình chào tất cả các bạn nha. Đó thì cũng có mấy bạn kêu mình đá thử mấy con dế mà bữa mình bắt được các bạn. Đó nhưng mà hôm nay mình về, mình đi làm về thì mình thấy cái con dế mà một giò bữa mình có cho nó phối lại con dế mái các bạn để mình nuôi sinh sản á. Đó thì nó đã bị cái con dế mái chén rồi bạn ơi. Bạn thấy cái cánh của nó không này nè, cái phần cánh của nó nè. Nhưng mà mình có thấy một điều rất là lạ, con dế mái này rất là hăng. Để mình rêu con dế mái cho bạn xem nha. Đó bạn thấy không, nó như con dế trống vậy đó, nó canh giữ cái cửa hang đó các bạn thấy không nè, nó chạy vô hang đó nè, đó các bạn thấy không, nó canh giữ cái cửa hang của nó, khi mình rêu nó y như con dế trống vậy đó, nó cũng be càng luôn nha các bạn, nhưng mà nó be không có to đó, bạn thấy nó be càng không nè, nè đó 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 cái càng đó nè, nhưng mà nó cái càng nó be không có to nếu như mấy con dế non các bạn, cái càng nó be ra như con dế non vậy đó, nhưng mà nó không có gáy này nè, có lên các bạn thấy không, đó 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 bạn thấy không, còn dế mái này nó cũng khá sung như con dế trống các bạn, nó bạn thấy ngựa rung rung không đó, bởi vì nó đã chén luôn cái con dế trống của mình rồi, với một giò bữa mà mình có quay video mà khi mình mới bắt về mình test thử cho bạn xem á, nó đá thắng cái con dế than hai giò, bữa nay mình định đem về mình cho nó đá thử với lại mấy con dế than một giò kia, nhưng mà khi mà mình đi làm về thì mình dở ra mình thấy cái con dế trống mất tiêu rồi, mình thấy có cái cánh nè, đây nè phần cánh này nè bạn, đó thì mình biết là cái con dế mái nó đã chén rồi, nhưng cái tự nhiên mình thấy nó đang nằm ở trong hang, cái mình lấy cái cây rêu mình rêu thử các bạn thấy không, đó nó chạy ra nó tấn công cây rêu giống như là con dế trống như vậy rồi nè, các bạn thấy đó, đó bè càng nè bạn thấy không, đó đó càng nó bè nè, đó đó nhưng mà nó không có thấy được nha các bạn ha, đó nó bè càng nó sung đó, bạn thấy cái con dế mái không, tướng cá bự ghê chưa, đó thì mình thấy nó đã đẻ trứng rồi, thấy nó đẻ trứng cách đây khoảng cách đó mình thấy một khi mà mình cho nó phối chứ một ngày á, thì ngày hôm sau đã đẻ trứng các bạn, chứ mình nghĩ nó đã ở chung với lại cái con dế kia ở ngoài rồng á, thì nó đã ôm trứng rồi, nên mình về nó chưa mới có mấy con ngày thì nó đã đẻ rồi các bạn đó, thì sau khi nó đẻ xong nó lại chén luôn cái con dế trống của mình rồi đó, bạn thấy không, rất là ngộ nè, đó sung bây giờ đó bạn thấy không, đó lần đầu tiên mình cũng thấy luôn bạn ơi, đó đó đó, bạn nào đã từng mà có con dế mái nó như vậy rồi thì các bạn comment cho mình biết nha ha, đây là lần đầu tiên mình có con dế mái mà nó sung vậy luôn nè, nó đá con dế trống rồi nó ăn luôn đó, bạn thấy nó đá không, đá giờ đá cái cây rêu của mình luôn, bạn thấy không đó, nó cũng y như con dế trống nó đạt đứng trước cái cửa hang đó, đó bạn thấy không, đó nó đào hang luôn nha bạn, nó đào hang luôn cả, bạn thấy những cái phần đất mà ở dưới nó đào dằn ra, cái phần đất đen á đó, nó đào dằn ra còn lớp cát trên đó các bạn thấy không, nó đào ra nó làm cái hang ở dưới đó, gọt đầu nó bảo vệ cái hang, nó y như con dế trống nha bạn nè, đó ghê chưa, bạn thấy chưa, lần đầu tiên đó, bởi vì nó hung dữ tới mức độ đó nên mà nó mới chén luôn con dế trống của mình đó, tội dế trống ghê, dế trống dế chiến của mình bạn, bữa nó đá hay ghê, mới một giò mà đá hay ghê đó, thôi mà thôi kệ, mình cũng mới phát hiện ra ha, con dế mái nó vẫn đá được nha bạn, nhưng mà con cái là nó không có gáy được thôi, nhưng mà mình không biết là nó con dế mái với con dế mái nó đá với nhau, mình thì mình chưa thấy nha bạn nha, đó không biết bạn nào đã từng chơi dế mái rồi các bạn comment cho mình biết nha, mình thấy rất là khá là ngộ nha, đó thì mất con dế trống khá là buồn, nhưng mà lại mình lại biết một cái bí mật mới đó về cái môn dế đá này các bạn, đó bạn thấy không? Đó nó như là y như cái con dế non mà mình huấn luyện con dế non mà mấy dế non cái càng nó hơi nhúm ra nhú nhú ra, với lại nó không có gáy á, y chang như mình riêng với con dế non vậy đó, đó đó bạn thấy nó giữ chưa, đó đó các bạn thấy nó đá không, nó đá luôn cái cây riêu luôn, thấy chưa ghê chưa hả, nó cũng rung người đó, giống như nó định gáy nhưng mà nó gáy không có gáy được bạn, dế mái đó bạn thấy không, đây là con dế mái nha các bạn ha, dế mái mà nó khá là dữ luôn, tướng nó bạn ra thấy không, đó tướng nó như sumo vậy, bởi vì nó quất luôn con dế trống mình đó rồi giờ chút xíu đó mình sẽ quay lại cái con dế than một giò mà lúc trước mình bắt được với lại cái con dế mái này nè, đó rồi mình sẽ cho nó đá luôn cho bạn xem, tại vì cũng có mấy bạn thì mình đá thử mấy con dế mình mới bắt một bữa, nhưng mà do mình mới test thử có mấy con thôi đó,
test mấy con này mình thấy hay là hôm nay mình về mình định đá lại là hai con dế bột giò đá với nhau các bạn, nhưng mà không ngờ nó lại tiếc ghê luôn á, con dế máy đó, nó cắn luôn cái con đó đó đó, bạn thấy nó thạt cắn không đó. Con dế máy dữ quá đó, thì nó đã đẻ trứng ở trong đây rồi nha bạn ha, đã trứng hết rồi đó. Thì sau khi mà cái trứng nó đẻ thì khoảng 10 ngày ha, 10 ngày thì trứng nó sẽ nở, thì mình sẽ quay cho bạn xem mấy con dế con mà mình nuôi ngoài thiên nhiên ha. Còn mấy con dế con mà bữa mình nuôi từ mấy con dế mà mình mua về tiệm chim á, nó khá là yếu bạn, nó với lại mình nuôi trên ghét nó nắng nóng quá bạn, nó thì nó cũng tạch từ từ hết rồi bạn đó. Thì mình sẽ cái mốt mình sẽ quay cho bạn xem về cái mấy con dế non ngoài thiên nhiên này thôi ha, còn mấy con dế kia chắc mình nó tạch từ từ hết rồi, mình không quay cho bạn xem đâu ha, bạn thông cảm mình nha đó. Còn bây giờ thì mình đi quay mấy con dế mà bữa mình bắt được ha, con dế than một giò, và mình sẽ cho nó đá thử với lại cái con dế than hai giò của mình luôn đó. Tiếc cái là mình hôm nay mình đề mình cho đá con dế chiến một giò này mà giờ không còn nữa rồi, thôi thì mình sẽ đi quay cái con dế kia cho bạn xem ha. Đó các bạn đang đây là con dế mái nha đó, thì mình sẽ thử dưỡng con dế mái này, thử ra mốt mình sẽ bắt thêm một con dế mái khác về mình thử mình riêu thử coi đó, thử coi hai con nó đá với nhau không đó. Nhưng mà dế mái vậy thì sau khi nó sinh sản thì khoảng tuần sau thì nó cũng tèo à, nhưng mà không biết là cái con này như thế nào tại mình thấy nó dữ quá đó, thì mình sẽ cố gắng mình giữ lại mình chăm thử coi, mình cho nó ăn uống đầy đủ ha. Đó là bây giờ mình sẽ đi quay mấy con dế trống kia cho bạn xem ha. Rồi các bạn ơi, đó thì đây là hai cái con dế mà mình sắp sửa mình cho nó đá với nhau cho bạn xem nha. Đó thì đây là cái con dế bữa nó đá thua con dế một giò mà mình đã bị con dế mái nó cắn tèo nè bạn. Đó thì hôm nay mình đã dưỡng nó lại cho nó ăn lên, nhưng mà nó bị cục hết cái râu do bữa nó đái con kia các bạn. Đó còn đây là cái con dế than mà mình bắt được nó với nó chung với lại con dế mái sung hồi nãy luôn. Đó. Bạn thấy hôm nay nó khá là ăn nè. Đó. Rồi giờ nhưng mà có một cái chẳng cái chân trước của nó bị giống như bị thương tật lúc ở ngoài thiên nhiên bạn, với lại nó bị cục hết một giò rồi. Đó thì cái con một giò đợt trước mình thấy đá rất là hay ha. Tiên gái con này khá là thanh luôn bạn. Đó thì hôm nay mình quyết định mình cho nó đá với lại con này. Hôm nay mình định về là mình cho cái con một giò này đá lại cái con một giò kia các bạn. Đó nhưng mà nó lại bị cái con dế mái chén rồi thì tiếc ghê luôn. Đó nhưng mà hôm sau mình lại biết một bí mật là cái con dế mái nó cũng sung được nha bạn. Đó. Đó bạn thấy nó sung rồi chưa? Con dế trống một giò nè. Đó thì trước khi đá thì mình cũng phải riêu ha cho nó ăn với mình mới thả vô cho đá các bạn ha. Đó thì phải tạo cho nó có sung mãn lên mình mới cho nó đá với nhau nha. Đó thì mấy dế này mình cũng cho nó ăn hết rồi đó, thì mình cho nó ăn 1/3 hạt lóc hết rồi đó, dưới đây cỏ mình cũng mới bỏ vô thêm đó. Đó mình thấy dế trống mình khá là sung rồi chưa. Đó con này thì bữa giờ nó ở trong cái hang này rồi đó, thì bữa nó đá thua nhưng mà mình cũng chăm nó lại đó, mà này cũng khá là sung, tiếng cái là nó bị đứt hết cục hết cái râu. Đó thì mình sẽ cho cái con dế này qua bên đây ha, đá với nhau cho bạn xem ha. Thì bây giờ các bạn chờ mình chút xíu nha, mình sẽ đi quay cái hộp dế này lại cho nó ngay, rồi bắt đầu mình thả con dế than kia vô cho hai con nó đấu cho bạn xem nha. Đó. Quá đã luôn bạn, dữ ghê chưa, dế một giò nè. Đó. Tướng tá này nhìn cũng khá là ok đó bạn, như tuy cái nó bị cục giò nó nhìn cũng tiếc ha. Đó thôi, bây giờ mình không liên thiên nữa, mình sẽ bắt nó vô cho đá cho bạn xem ha. Rồi các bạn ơi, đó thì bây giờ mình sẽ thả vô ha, cho hai con dế này nó đá nha các bạn ha. Đó, thì mình sẽ riêu cho nó ăn lên lại cái, đó mới bỏ vô. Đó, một con dế một giò và con dế hai giò. Dứt. Chưa. Ý, con dế một giò này dở quá. Chạy rồi. Chạy rồi các bạn, chạy rồi. Để mình bắt cho mình quay nó lại một cái nha các bạn ha. Sợ nó mình mới bắt vô nó nhét. Đó, mới có mấy cước à. Nghĩ là con dế một giò này dở quá ta. Dở con dế một giò kia rồi. Đó, con này đâu rồi? Để mình lấy cục tóc mình quay cái nha. Các bạn chờ mình chút xíu nha. Rồi các bạn ơi, đó thì mình quay cái con dế một giò vô, thả vô nha các bạn. Ha, à, cho nó đá thử cái tiếp đi thử coi nha. Đó, cũng còn sung. Cước. Gọi số kỳ vậy. Con dế hai giò lại chạy ngược lại ta. Con dế này chán quá, dở quá các bạn ơi. Đó nãy con kia chịu đá, con này chưa hết chịu đá ha. Để mình bắt con này mình quay lại cho bạn xem cái nha. Đó chờ mình cái mình đã cho đá ba hiệp đi nha. Rồi các bạn ơi, tiếp tục cái hiệp thứ ba nha. Đó thì mình test thử luôn, nếu mà con dế này nó đều dở thì mình sẽ thả nha bạn ha. Con dế dở thì mình không có chăm nhiều nha bạn ha.
Rồi chắc mình nghĩ là dí dở quá. Con này em bữa thì nó đã thua cái con dế bột giọt kia rồi. Đó. Ủa sao con trong hang, con ngoài hang? Hai con này dứt dứt rồi, con dế than là có kết quả nha bạn ha. Tại bữa mình có đá thử với con dế một giò kia rồi, cũng có mấy cước là nó đã bung chạy rồi, thì hôm nay nó cũng lại thua con dế một giò này. Đó bạn ha, thì con dế than này thì nó không đạt với đối với mình thì mình sẽ thả nó đi nha bạn ha. Đó, con dế một giò này thì nó cũng không hay gì mấy, tại cái lúc đầu chắc mình bắt, mình nghĩ chắc mình bắt nó qua thì nó hơi nhát á, nên nó đá có một cái thì nó chạy rồi. Đó bạn ha, đó nó xung bây giờ đó. Đó. Thôi để quay chờ xíu mình bắt con dế than kia ra để nó đá con này tội nó nha các bạn ha. Rồi đây các bạn ơi, đây là cái con dế một giò. Đó. Cũng khá là sung nhưng mà mình thấy nó bị thương tật nhiều quá bạn. Nó thì nó đá cũng không hay gì mấy ha. Đó, nhưng mà mình để mình chăm con này, mình nghĩ gáy con dế than hồi nãy chắc mình đem đi mình thả quá. Tại vì bữa trước mình có đá test thử với con dế kia rồi thì nó đá không hay. Đó thì hôm nay mình test lại thì nó cũng như vậy thôi. Đó thì những cái con dế mà mình bắt về thiên nhiên bạn. Đó thì có con hay con dở nha bạn ha. Đó thì con nào mà bạn bắt về các bạn đá thì từ 20 giây trở lên. Đó thì các bạn hãy để lại các bạn chăm ha. Đó này cái kinh nghiệm riêng bản thân mình thấy hay thì các mình chia sẻ lại cho các bạn ha. Thì đá trên 20 giây thì các bạn hãy để lại các bạn chăm ha. Còn nào mà dưới 20 giây thì các bạn thả đi. Chứ các bạn mua nữa cũng vậy thôi ha. Với lại thì bữa giờ từ cái đầu mùa dế đến giờ cũng có khá là nhiều bạn hỏi mình ha, về cái vấn đề này. Là cái con dế nó bị đứt chân như vậy nè, đó cục giò như vậy nè, rồi bị cục râu đó thì có mọc lại được hay không. Đó thì hôm nay mình sẽ trả lời cho bạn xem và cho bạn nghe luôn nha. Thì con dế nó bị cục giò như vậy ha, hoặc là đứt râu thì nó sẽ không mọc lại nha bạn ha. Đó khi mà cái con dế nó đã trưởng thành như vậy thì nó sẽ không mọc lại những cái mà nó đã bị đứt đi như râu rồi giò rồi chân ha các bạn ha. Đó thì cái tuổi thọ của con dế nó khá là ngắn, nó không có dài. Nó sống từ lúc mà nó nở từ trứng ra thì nó khoảng 2 tháng hơn, hoặc con nào dữ lắm là khoảng gần 3 tháng nha bạn ha. Đó thì cái tuổi thọ con dế đá nó không có cao, nên những cái phần mà nó bị đứt chân hay là đứt râu gì đó thì nó sẽ không mọc lại nha bạn ha. Đó thì bữa giờ cũng có khá nhiều bạn hỏi comment hỏi mình thì mình cũng trả lời trên cái bình luận comment rồi. Đó nhưng mà hôm nay mình làm cái video mình nói cho bạn nghe luôn ha. Đó thì con dế nó không có mọc lại những cái gì mà mình đã bị đứt đi nha bạn ha. Đó. Thì có những con dế mà một giò vậy nè thì có những con rất là hay nha bạn ha. Thì các bạn bắt được các bạn cứ chăm. Nó nhiều khi nó một giò mà nó đá thắng những con hai giò nha bạn ha. Tại vì nhiều khi một giò mà nó ở ngoài thiên nhiên á thì nó chinh chiến nhiều á thì nó trở nên nó hay á. Đó thì các bạn bắt mấy bắt được thì các bạn cứ để các bạn chăm ha. Vậy các bạn test thử đá thử con nào mà trên 20 giây, 30 giây thì các bạn để lại các bạn chăm ha. Đó thôi thì cái video hôm nay ha là mình dự định mình là cho hai cái con dế một giò bữa mình bắt được mình đá với nhau ha. Coi nó có hay không. Đó, nhưng mà kết quả thì khi mình đi làm về thì cái con dế mái nó đã chén luôn cái con dế trống một giò của mình. Đó, nhưng mà mình lại biết được một cái điều vật lý thú ha. Đó là cái con dế mái nó cũng vẫn sung như con dế trống nha bạn ha. Vẫn be càng. Đó. Nhưng mà nó không có gáy được thôi. Đó với lại mình cũng đá thử cái con dế than bữa nó bị thua với lại con dế một giò luôn. Thì kết quả là cái con dế than nó khá là dở. Nó khá là dở tại dế thiên nhiên mà bắt về không phải con nào cũng hay nha bạn ha. Có con hay con dở nha. Đó thì những con dở thì mình sẽ thả đi, mình để lại những con hay mình chăm thôi. Đó thì bạn nào thích về dế đá thì các bạn cứ comment cho mình biết. Đó thì mình sẽ thường xuyên mình cứ có dịp nào mình rảnh thì mình sẽ đi bắt dế về mình quay cho bạn xem ha. Hoặc là những cái con dế con của mình nó nở nha, dế thiên nhiên mình đang nuôi á thì nó nở thì mình sẽ quay cho bạn xem ha, về mấy con dế đá nè ha. Đó mình cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình về cái dế đá này, một cái trò chơi tuổi thơ ha. Đó thì mai mốt mình sẽ đi bắt dế rồi mình sẽ quay cho bạn xem ha. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây nha bạn ha. Mình cảm ơn các bạn đã coi video mình nha. Các bạn coi video này thấy hay thì các bạn cho một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.